Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật giao thông đường bộ và các kiến thức về văn hóa giao thông. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân về luật giao thông đường bộ và những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao kiến thức, nắm vững các quy định về an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến bằng phần mềm trắc nghiệm đã thu hút hơn 3.500 lượt công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã trao 10 giải tập thể và 10 giải cá nhân cho những bài thi xuất sắc nhất.